Đồng hồ cổ Sang Hằng, em xin được gửi lời chào tới toàn thể các bác luôn theo dõi kênh Đồng hồ cổ bên em. Và trên màn hình nhỏ của các bác hôm nay là hai em Odo 3610 với hai thiết kế dáng thùng khác nhau. Và trước bên tay trái màn hình của các bác với một thiết kế dáng thùng vân nu kính đào kim cương và bộ diện mặt số nổi diện đồng vàng. Và chiếc Odo 3610 có mã số là D187. Với chiều cao kích thước thùng là 70 và chiều rộng là 43. Và chiếc bên tay phải màn hình của các bác là một chiếc Odo 3610 với thiết kế dáng thùng râu mực mặt nằm số nổi diện mạng chrome các bác ạ. Và chiếc hai chiếc Odo 3610 này thì em đã theo dõi và cần chỉnh máy hoạt động chạy rất là ổn định rồi. Và với giá cả thì luôn luôn là hợp lý và bình dân cho các bác lựa chọn và thỏa mãn cái niềm đam mê. Nhắc tới thương hiệu Odo 36 thì bao giờ cũng là top đầu trong tất cả các dòng đồng hồ cổ treo tường mà các bác đang muốn chơi và sưu tầm rồi. Và hai chiếc Odo 3610 này thì được bên em trực tiếp lên từ Odo 368 zin nguyên bản các bác ạ. Và với giá bên em giao lưu với các bác với giá là 27 triệu. Và trong video này thì em muốn nên giới thiệu với các bác hai chiếc Odo 3610 này để cho các bác cùng cảm nhận và thưởng thức hai cái chất âm của hai chiếc Odo 3610 này. Và các bác quan tâm đến những sản phẩm nào thì các bác có thể liên hệ cho em qua số máy 0355 005 943 và cũng là số Zalo bên em. Và địa chỉ bên em là cầu Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Em mời các bác cùng ghé qua cửa hàng đồng hồ cổ Sang Hằng bên em, cùng dùng trà và giao lưu những chiếc đồng hồ Odo đánh bính bong với giá cả bình dân hợp lý nhưng bên em luôn đảm bảo chất lượng và bảo hành đầy đủ cho các bác. Và về phần kỹ thuật thì em cũng xin nói rõ với các bác là trực tiếp bên em làm. Và với cái kinh nghiệm lâu năm thì em luôn đảm bảo chất lượng và bảo hành đầy đủ cho các bác là bộ máy chạy chuẩn chỉ và bao ổ cót zin nguyên bản chạy đủ tuần cho các bác yên tâm chơi và sở hữu các bác nhé. Và bây giờ em mời các bác cùng em sát gần lại hai sản phẩm của hai chiếc Odo 3610 với thiết kế hai dáng thùng khác nhau. Vâng, chiếc bên tay trái màn hình của các bác đây với một thiết kế dáng thùng vân nu các bác ạ. Và được các nghệ nhân chạm đục hai bên chùm nho Pháp đây. Với cái lớp vân nu của nó thì cực kỳ là nổi bật và sang trọng. Và bên dưới là tấm kính rào kim cương các bác ạ. Với bộ diện mặt số nổi diện đồng vàng rất là đẹp và rực rỡ các bác nhé. Và em sẽ đi vào luôn test luôn hai cái bản nhạc. Em mời các bác cùng nghe âm của chiếc Odo 3610 với thiết kế dáng thùng vân nu kim cương. Với chất âm ngọt ngào của bản gai và với củ gông mờ thì chất âm của nó ngân nga vang vọng phải không ạ? Và em sẽ đi vào một chiếc Odo 3610 với một thiết kế dáng thùng râu mực và được các nghệ nhân cũng chạm đục những cái họa tiết hai bên rất là đối xứng nhau và những cái chùm nho rất là sắc nét với bộ diện mặt số nổi chân cài mạ chrome các bác ạ. Bên dưới là tấm kính rào mảnh ghép đây. Và điểm nhấn là tay nắm các bác nhé. Và hai thiết kế dáng thùng khác nhau nhưng đều toát lên mỗi cái một cái vẻ đẹp. Vâng, và em sẽ cùng test luôn cái bản nhạc của chiếc Odo 3610.
với chiết âm của hai chiếc Odo 3610 với hai thiết kế dáng thùng khác nhau. Và các bác lựa chọn và muốn sở hữu những chiếc Odo 3610 với thiết kế dáng thùng nào thì các bác có thể liên hệ hoặc inbox cho em sẽ gửi chi tiết máy đầy đủ cho các bác và bên em bảo hành cho các bác là chuẩn máy Odo 36 các bác nhé. Và các bác luôn theo dõi kênh của bên em thì các bác cũng đã biết được bên em chuyên về tất cả các dòng Odo, cho nên là với cái chất lượng và với cái đảm bảo thì em luôn đảm bảo và bảo hành đầy đủ cho các bác nhé. Và bác nào có cần tư vấn gì thì cứ inbox cho em sẽ nhiệt tình tư vấn cho các bác. Và bác nào không thể về trực tiếp bên em được thì em có gửi xe khách hoặc ship bưu điện đến tận nơi cho các bác. Hoặc các bác có nhu cầu lắp đặt thì bên em cũng nhiệt tình đến và lắp đặt treo cho các bác. Vâng, đến đây em xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác.